Bạn có biết sự kiện nào hot thứ hai mùa hè này không? Không ạ. Và sự kiện hot nhất mùa hè này là gì? Theo như mình biết thì nó là sự kiện Unleash the Beast. 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 Bye rồi. Rất mong các bạn thể đến vui chơi cùng mình vào ngày 23 tháng 7 này. Ok.